Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chất bánh bao Spongle nhà mình nhé. Đây là chất bánh mình rất tự hào mang đến cho Việt Nam, dòng bánh bao sạch. Muốn làm một cái bánh bao chuẩn thì trước tiên mình phải làm một công thức chuẩn. Giờ nó phải dẻo, nó dẻo như một miếng thịt như thế này cơ mà các bạn này. Đó, sau khi mà chúng ta đã nhồi mịn xong rồi, muốn cho cái mặt bánh của chúng ta lúc nào cũng mịn ý, thì chúng ta phải nhồi mịn trước. Đấy, đấy là một cái điều tiên quyết nhá. Đây mình cắt cho các bạn, dù là cắt ở bất cứ cái đoạn nào nó cũng đều mịn như thế này luôn. Cái bánh của chúng ta khi mà làm ý thì nó mới ngon được. Sờ cái chất nó siêu dẻo luôn, như thế này mới gọi là cái cục bột chuẩn. Đó, các bạn nhìn kỹ chất bánh nhà mình nhé. Đấy, cái mặt bánh đây này khi mà chúng ta nhồi đạt thì nó rất là mịn luôn, không còn một tí lưỡi bọt khí nào nhé. Đó, và nó rất là trắng, bông, mềm, xốp. Lúc mà chúng ta hấp, chưa hấp nó đã đẹp như thế này rồi, sau khi hấp thì nó sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều các bạn nhé. Vì chúng ta nhồi đạt mà nhá. Bây giờ thì mình sẽ đem đi mình hấp, và sau khi hấp xong mình sẽ review cho các bạn. Các bạn quan sát nhé, đây là cái đĩa này, bánh của nhà mình đây nhá, mình vừa hấp 10 cái đây. Đó, bạn quan sát này, mặt bánh này, bánh rất là mịn luôn. Cái thứ hai là nó rất là trắng, siêu nhẹ luôn các bạn ạ. Đây cái đĩa đây, bánh đây, mình cho các bạn quan sát luôn. Bánh rất là trắng luôn. Đây là cái bánh bao Spongle nhá, không bột nổi, không chất phụ gia, chỉ có mỗi nước lọc thôi các bạn ạ, và một số nguyên liệu đi kèm. Mình hấp 8 phút nhá, tính từ lúc nước sôi nhá. Khi mà muốn biết bánh chín hay là sống nhá, chúng ta mở vung ra chúng ta ấn này. Nếu như bánh nó còn lõm vào thì là bánh sống, mà nó đàn hồi như thế này lại là bánh chín nhá các bạn nhá. Và mình sẽ bẻ bánh ra cho các bạn thử nhá. Và các bạn muốn học khóa bánh nhá, bao Spongle, thì cứ liên hệ với mình nhé qua số điện thoại 0904 884 782. Mình sẽ inbox nội dung chi tiết cho các bạn. Các bạn ơi, men hôm nay đến ngày thứ 10 rồi nhá. Đấy, nó đã có nhiều rễ tre hơn rất là nhiều rồi. Cái mùi của nó cũng là nó sang cái mùi phô mai rồi nhá các bạn nhá. Bây giờ mình lại lấy ra. Đối với cái bánh Spongle nhá, chúng ta có thể dùng men tự nhiên hoặc là men khô nhá, đều rất là ngon và trắng. Mình đã áp dụng thành công với men tự nhiên và men khô nhá. Thì bạn nào mà muốn học nuôi men này, làm bánh bao này thì cứ inbox cho mình nhá, mình sẽ cho các bạn vào lớp. Trong lớp ngoài dạy bánh bao Spongle, mình sẽ dạy các bạn mẹo nuôi men cho nó nhanh, bí quyết nuôi men để thành công nhá các bạn nhá. Các bạn ơi, khi các bạn nuôi men sữa chua thì các bạn lưu ý cho mình nhé. Chúng ta sẽ cho men ăn trong vòng 8 đến 15 ngày nhé. Thì 8 ngày thì chúng ta có thể làm bánh mì được rồi. Chúng ta nuôi như là chúng ta nuôi men tự nhiên ý. Đó, thì sau khi mà chúng ta nuôi men khỏe rồi thì chúng ta có thể làm được bánh tiêu, bánh bao, bánh xèo nhé, các loại bánh nhé. Nhưng mà riêng bánh bao thì nên nuôi khoảng độ 15 ngày nhé, cho men nó khỏe nhé. Khi men khỏe thì là cái bánh của chúng ta sẽ thơm các bạn ạ. Đó, cái men của chúng ta đây này, nó keo vào như thế này rồi các bạn ạ. Chúng ta lấy cái thìa, chúng ta sẽ đánh men ra nhé. Cho men ăn đúng giờ thì rất là quan trọng các bạn nhé. Làm men và phát triển tốt. Bây giờ là 9 giờ mình lại cho ăn tiếp theo. Các bạn cứ nuôi như thế nhé. Chúng ta cứ nuôi như thế đến khi nào cái men của chúng ta thật là thơm.